Kính chào quý vị, bà con, cô bác. Lời đầu tiên, Hasuko gửi lời cảm ơn quý vị đã xem video. Và chủ đề ngày hôm nay, Hasuko lại chia sẻ đến với quý vị một số thông tin liên quan đến tấm thẻ xanh của Hoa Kỳ. Và tấm thẻ xanh này là gì mà rất là nhiều người trong chúng ta mong muốn được sở hữu nó. Và không riêng gì nước Việt Nam của chúng ta, mà còn rất là nhiều các nước khác cũng đã mong muốn có được tấm thẻ xanh của Hoa Kỳ. Vậy thì tấm thẻ xanh này là gì? Thẻ xanh tên tiếng Anh là Green Card, tức là tấm thẻ xác nhận tình trạng thường trú nhân của một công dân nước ngoài tại Hoa Kỳ. Và cái tên thẻ xanh thì có nguồn gốc từ cuối thế chiến thứ 2, khi mà mẫu thẻ này được in trên giấy màu xanh lá cây, cho nên người ta gọi là thẻ xanh. Mặc dù sau này cũng có những lúc đổi sang màu trắng, màu hồng và hiện nay lại là màu xanh, cho nên người ta vẫn gọi là thẻ xanh. Và thẻ xanh thì có hai loại, tức là thẻ xanh 2 năm, tức là loại thẻ xanh có điều kiện, và thẻ xanh 10 năm, chúng ta thường gọi là thường trú nhân dài hạn. Và tại sao thẻ xanh lại được chia ra làm hai loại như vậy? Như quý vị cũng biết, với những cái trường hợp qua Mỹ bằng diện đính hôn hay kết hôn thì lý do cấp thẻ xanh 2 năm là nhằm để giúp cho sở di trú kiểm chứng lại một lần nữa xem cuộc hôn nhân này có đúng là cuộc hôn nhân thật hay không. Và đây được xem như là khoảng thời gian thử thách. Và nếu đúng là cuộc hôn nhân thật thì sau 2 năm sở di trú sẽ đổi qua cấp thẻ xanh 10 năm. Còn nếu là cuộc hôn nhân giả thì người được bảo lãnh sẽ không được cấp thẻ xanh 10 năm, đồng thời sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Tuy nhiên, quý vị nên nhớ là nếu chúng ta qua Mỹ mà chúng ta đi theo diện kết hôn, nếu cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ dưới 2 năm thì sẽ được cấp thẻ xanh 2 năm. Còn nếu chúng ta qua Mỹ mà cuộc hôn nhân của chúng ta tính từ lúc đăng ký kết hôn mà đã kéo dài trên 2 năm trước đó thì sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm. Thì quý vị cũng biết, đối với trường hợp định cư Mỹ theo diện hôn thê thì thời gian chờ đợi là khá là nhanh chóng, từ 9 tháng đến 12 tháng có thể đoàn tụ với người thân của mình, người thương của mình. Nhưng đối với diện kết hôn, có những trường hợp phải bổ túc hồ sơ hoặc là thời gian chờ đợi cũng trên 2 năm. Cho nên là cũng có những cuộc hôn nhân đã kết hôn trên 2 năm, thì những trường hợp đó khi đến Mỹ chúng ta sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm luôn, chứ không phải là chúng ta chỉ được cấp thẻ xanh 2 năm. Nhưng đối với cái thẻ xanh 10 năm thì cứ đến hạn 10 năm thì chúng ta lại phải làm thủ tục đổi thẻ mới. Còn khi chúng ta đã thi vào quốc tịch thì chúng ta không cần phải làm thủ tục liên quan đến việc đổi tình trạng thường trú nhân của chúng ta nữa. Và sau đây là một số thông tin trên tấm thẻ xanh. Thì trên thẻ xanh nó sẽ có những cái thông tin như sau. Đầu tiên là tên, tiếp theo là hình ảnh, tiếp theo là ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, tiếp theo là ngày được cấp hoặc hết hạn thẻ xanh, rồi tiếp theo là con số USCIS thăng kèm theo 9 con số. Thì đây là số của Sở Di trú Hoa Kỳ dùng để nhận biết mỗi người, tương tự như chúng ta có số an sinh xã hội. Và số thẻ xanh này cũng được giữ lại trong bằng quốc tịch của chúng ta sau này. Và đối với nước Mỹ, việc quản lý thông tin cá nhân rất là tốt và xuyên suốt. Mỗi một người chúng ta sẽ có một số an sinh xã hội, rồi một số thẻ xanh. Rồi khi chúng ta thi quốc tịch thì số thẻ xanh của chúng ta cũng được lưu lại ở bằng quốc tịch. Rồi trong quá trình làm việc, chúng ta làm thẻ ngân hàng, chúng ta có số điện thoại hoặc là chúng ta có xe hơi, thì tất cả những cái thông tin đấy được quản lý một cách rất là xuyên suốt. Ví dụ như khi chúng ta mua bảo hiểm cho xe hơi của chúng ta thì người bán bảo hiểm họ sẽ có những cái thông tin họ có thể tiếp cận để họ biết được là chúng ta trước đây cái việc mà chúng ta lái xe có hay xảy ra tai nạn hay không, để người ta bán cho chúng ta với một cái bảo hiểm nó phù hợp. Và cái mức bảo hiểm nó sẽ đánh giá theo cái lịch sử lái xe của chúng ta. Nếu chúng ta lái xe tốt thì đương nhiên là cái giá bảo hiểm chúng ta mua nó sẽ rẻ hơn cái người mà hay gây tai nạn. Thì đó là một cái cách quản lý theo một cách gọi là văn minh hiện đại của phương Tây. Rồi tiếp theo đây đó là quyền lợi của thẻ xanh. Thế thì thẻ xanh nó sẽ có những cái quyền lợi gì mà bất cứ ai cho chúng ta đều mong muốn sở hữu? Đầu tiên đó là chúng ta có thể ở bất cứ nơi nào trong 50 tiểu bang của Mỹ. Tiếp đến là chúng ta có quyền sở hữu hợp pháp tất cả những gì mà công dân Mỹ có quyền, bao gồm nhà, cửa, xe, cộ, kể cả súng. Và đương nhiên việc sở hữu súng phải tùy theo vào quy định của mỗi bang. Tiếp theo là người có thẻ xanh có thể xin học bổng tài trợ từ chính quyền cho việc học tập.
và chúng ta được miễn học phí từ cấp 1 đến cấp 3 với học phí đại học thì sẽ trả thấp hơn từ 3 đến 4 lần so với du học sinh, và có cơ hội làm việc bình đẳng, được ứng tuyển tại bất cứ công ty nào ở Mỹ mà không phân biệt ngành nghề, giờ giấc làm việc. Ngoại trừ thì có một số công ty người ta chỉ tuyển là lao động công dân Hoa Kỳ. Và chúng ta được ứng tuyển vào những vị trí dành riêng cho người định cư hợp pháp hoặc công dân Hoa Kỳ. Rồi chúng ta tự do mở công ty kinh doanh. Rồi tiếp theo là chúng ta được nhận lợi ích an sinh xã hội khi về hưu nếu chúng ta làm việc được 10 năm trước tuổi già. Người có thẻ xanh đủ điều kiện để nhận trợ cấp từ chính phủ và miễn giảm các hạn chế cho xuất khẩu. Người có thẻ xanh không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của luật nhập cư được ban hành sau đó. Người có thẻ xanh được hưởng các chính sách lãi suất thấp để vay tiền mua nhà, xe hoặc các tài sản khác. Và được cấp giấy phép chuyên môn dành cho bảo hiểm, bất động sản ở những bang đòi hỏi điều kiện có thẻ xanh. Và được quyền đăng ký để thi nhập quốc tịch Mỹ. Nếu không nhập quốc tịch Mỹ thì vẫn có quyền làm thường trú nhân vĩnh viễn, được giữ hai quốc tịch song song cùng nhau. Tiếp theo là được mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe ở nhiều công ty bảo hiểm Mỹ. Và nếu chúng ta là thuộc diện nghèo, chúng ta còn được tài trợ khám sức khỏe hay điều trị miễn phí từ chính phủ. Và nếu người giữ thẻ xanh đông con và có thu nhập thấp, chính phủ sẽ hỗ trợ tiền ăn cho các con của người đó. Chúng ta được miễn xin thị thực đến các nước như Canada, Mexico, Anh, Pháp, Bahamas và được tự do tham gia hoặc cống hiến cho các cuộc vận động chính trị của tiểu bang hoặc liên bang mà chỉ người có thẻ xanh mới được quyền thực hiện. Và khi chúng ta có thẻ xanh thì chúng ta không có nguy cơ bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ bởi bất cứ một viên chức nhập cư nào. Chúng ta chỉ cần xuất trình thẻ xanh khi quay trở lại. Hệ thống sẽ lưu trữ thời gian mỗi khi chúng ta xuất nhập cảnh tại trạm kiểm soát cửa khẩu. Trừ những trường hợp chúng ta mới có thẻ xanh 2 năm mà chúng ta đi qua 6 tháng hoặc là chúng ta thẻ xanh của chúng ta hết hạn thì sẽ gặp một số khó khăn trong cái việc tái nhập cảnh. Thì chủ đề đó Hasuko đã chia sẻ rất là kỹ trong những cái trường hợp mà chúng ta lưu ý khi đi ra khỏi Hoa Kỳ, thì quý vị có thể tham khảo video đấy. Và tiếp theo đây là trường hợp thường được cấp thẻ xanh nhanh nhất. Thứ nhất là thẻ xanh cho nhà đầu tư chương trình EB-5. Thì đây là chương trình dành cho nhà đầu tư hoặc là doanh nhân và những người đang đầu tư vào một doanh nghiệp tạo ra công ăn việc làm mới ở Mỹ. Thủ tục diện này được duyệt với các yêu cầu đầu tư như sau. Thứ nhất là đầu tư 1 triệu 8 đô và phải đảm bảo tạo 10 công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho thường trú nhân hoặc công dân Mỹ. Tiếp theo là đầu tư 900.000 đô kèm theo 10 việc làm tương ứng, nhưng chỉ được đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 150% của tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước hoặc nơi đầu tư là vùng ít dân. Và theo chỉ tiêu của USCIS thì mỗi năm có khoảng 10.000 visa được cấp diện này. Tiếp theo, trường hợp thứ hai là thẻ xanh cho các thành viên trong gia đình và thân nhân trực tiếp bao gồm ba mẹ của một công dân Hoa Kỳ, vợ chồng của một công dân Hoa Kỳ, con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ, và với loại này không giới hạn số lượng visa cấp mỗi năm. Trường hợp thứ ba là thẻ xanh đối với các trường hợp di trú và các cá nhân muốn định cư theo dạng di trú thông qua các thành viên gia đình hội đủ điều kiện, lời mời làm việc hay nhà tuyển dụng hoặc một loại mục đặc biệt nói chung sẽ được phân loại theo các hạng mục dựa trên một hệ thống ưu tiên. Tuy nhiên, luật di trú thường rất là phức tạp và đòi hỏi nhiều thủ tục hành chính pháp lý để có thể hội đủ các điều kiện di trú vào Hoa Kỳ. Tiếp theo là trường hợp thứ tư là thẻ xanh cho các cá nhân có kỹ năng làm việc tốt. Và đây không phải là dạng cấp visa tạm thời cho người tới lao động theo hình thức xuất nhập khẩu, mà trường hợp này là làm việc định cư dài hạn và được phép nhập quốc tịch sau một thời gian nhất định, được phép cho cả vợ, chồng, con cái cùng sang. Và như quý vị cũng biết, đối với chính sách cứng rắn về di trú của chính quyền Donald Trump, thì chính quyền Donald Trump đã có những dự luật nhằm thay đổi luật di trú Hoa Kỳ, trong đó nhắm vào những người xin vào Mỹ. Ví dụ như những người xin vào Mỹ sẽ được đánh giá theo một cái danh sách gồm các tiêu chuẩn như tuổi tác, có nói được tiếng Anh hay không. Các cá nhân này phải có được công ăn việc làm với một mức lương trên một mức tối thiểu sẽ được ấn định, cùng với các chứng chỉ và bằng cấp.
và những người hứa hẹn đầu tư hay là tạo quan việc làm cũng sẽ được ưu tiên cứu xét, thì tất cả những cái thông tin này cũng vẫn đang là dự luật và chúng ta chờ xem tương lai sắp tới có gì thay đổi hay không. Nếu có thay đổi thì Hasco lại tiếp tục chia sẻ đến với quý vị. Và tiếp theo đây là một thông tin mà chắc chắn quý vị sẽ quan tâm, đó là sự khác nhau giữa thường trú nhân và công dân Hoa Kỳ. Khi chúng ta có thẻ xanh thì chúng ta chỉ mới là một thường trú nhân, chứ chưa phải là một công dân Hoa Kỳ chính thức. Và quý vị cũng biết, khi đến kỳ bầu cử của Mỹ thì chỉ có người có quốc tịch mới được quyền đi bầu cử, còn thường trú nhân là không được quyền đi bầu cử. Và những người đã có quốc tịch thì đương nhiên quyền lợi của họ sẽ được nhận đầy đủ và bền vững hơn là thường trú nhân. Công dân Mỹ sẽ được tham gia vào đời sống dân sự và chính trị với quyền hạn cao nhất theo hiến pháp. Thêm vào đó, họ sẽ không bao giờ bị mất quốc tịch Hoa Kỳ của mình, ngay cả khi sinh sống ở nước ngoài nhiều năm liền. Ngoài ra, người có quốc tịch cũng được quyền nhận hộ chiếu Mỹ. Với thường trú nhân thì chúng ta vẫn có quyền cư trú ở Mỹ bao lâu tùy thích. Tuy nhiên, nếu chúng ta vi phạm một vài điều khoản cư trú, thẻ xanh của chúng ta có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Chẳng hạn, chúng ta có thể bị nghi ngờ, thậm chí tước quyền cư trú hợp pháp nếu vắng mặt khỏi Mỹ trong thời gian quá dài, thường là không được vắng mặt quá 6 tháng trong một năm. Và tương tự, nếu thường trú nhân phạm tội hình sự thì khả năng bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ gần như là chắc chắn. Còn đối với những người đã có quyền công dân, họ sẽ không bao giờ bị mất quốc tịch hoặc bị trục xuất vì bất cứ lý do nào. Không những thế, công dân Mỹ còn được phép bảo lãnh người thân thuộc nhiều diện khác nhau để duy trì tình trạng cư trú hợp pháp. Và để duy trì tình trạng cư trú hợp pháp, thường trú nhân phải gia hạn thẻ xanh 10 năm một lần. Nhưng công dân Mỹ thì không phải thực hiện thủ tục này. Vì vậy, đa số thường trú nhân sau khi sống một thời gian nhất định tại Mỹ thường xin nhập quốc tịch để được hưởng ưu đãi không giới hạn như người bản xứ. Hy vọng những thông tin Hasuko chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị hiểu thêm về tấm thẻ xanh của Hoa Kỳ. Và Hasuko cảm ơn quý vị đã xem video. Chúc cho quý vị có nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và quý vị đừng quên like và subscribe cho kênh Hasuko USA nhé. Mỗi một cái kích chuột của quý vị làm Hasuko có nhiều động lực hơn để làm nhiều video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.